Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To, và mình là Gấu đây, và mình rất vui gặp lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Và thì hồi sáng mình có vào cái website là đặtbàn.com.vn. Đây là một cái trang web đặt bàn của quán gà. Khi mà các bạn đặt bàn trên cái website này thì các bạn được gì? Các bạn sẽ được dùng một combo trị giá 169.000, trong đó vừa có gà nướng và vừa có lẩu. Tại sao không? Nên vì vậy là mình đã thử đặt, và chiều nay là mình đã tới. Và đây chính là cái bàn ăn của mình. Với 169.000 thì các bạn có thể ăn, nếu mà các bạn ăn ngoài đường thì các bạn chỉ ăn được một món thôi, một ly nước thôi, mà chưa kể các bạn còn tiền Grab, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền điện thoại nữa. Nếu mà rất là nhiều tiền nhưng mà bạn chỉ ăn được một món thôi. Nhưng khi bạn đặt bàn trên đặtbàn.com.vn, chỉ mất 169.000 các bạn đã có một combo gồm nửa con gà, thích mùi gì thì các bạn cứ lại đây các bạn order ha, và một cái lẩu. Nửa con gà này nó có vị là ớt cay địa trung hải các bạn. Còn cái nồi lẩu bên tay phải của mình đó chính là lẩu viên thả lá chút chua cay. Các bạn đọc nhanh lên nha, lẩu viên thả lá chút chua cay. Chỉ cần đem 200.000 ra ngoài là chúng ta đã có thể ăn được một món lẩu và một món nướng rồi. Và bây giờ mình sẽ ăn thôi. Nhưng mà thật sự thì với mình thì nhiêu đây thì nó hơi ít. Chị ơi cho em gọi món thêm. Và đây chính là những món kêu thêm của mình. Thì mình có kêu thêm xôi, một con gà mắm tỏi đó, một gà mắm tỏi, và salad, thêm một phần cá viên nữa. Nhưng mà cái này thì nó là những cái loại khác, cái cục khác hơn thôi. Với cái phần 169.000, các bạn lưu ý giùm mình đó chính là các bạn chỉ có thể đến tại quán và các bạn ăn thôi nha, trên tất cả các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái con gà nướng ớt địa trung hải các bạn. Mình sẽ chấm một ít. Cay quá. Tại vì mình thấy đây là cái món là nướng ớt địa trung hải, mình cũng thấy nó khá là lạ. Đây một cái vị mình chưa ăn bao giờ nên mình kêu thử. Nó cay quá, nhưng mà bỏ ra cái chuyện cay của mình đi, tại vì bản thân mình là một thằng ăn cay rất là tệ luôn, nên là cái phần nêm nếm của con gà, của nửa con gà này rất là ngon. Nướng vừa ăn, không quá khô, thịt gà vẫn còn mềm, nó không có bị cái gì gọi là quá. Thông thường chúng ta nướng gà chúng ta sẽ bị là quá lửa và nó làm cho da gà hơi bị cháy xém một xíu, hoặc là thịt gà bị khô, nhưng ở đây không bị điều đó, ăn rất là ngon. Hoặc là mình sẽ ăn kèm với xôi. Đây xôi đây. Ngon thật. Thì hồi đó giờ mình ăn gà ở đây á, thì thịt gà ở đây luôn làm cho mình hài lòng, bởi vì á, cái việc mà nướng ở đây không bao giờ mà bị cái kiểu như là phần thịt nó bị khô rang rồi ăn một hồi bị ngán, và nêm nếm cũng vừa ăn nữa, nên là ăn ở đây rất là ngon. Phần này cũng phải hai người ăn á. Khi mà đến quán các bạn ăn á, thì mình recommend các bạn một điều, đó chính là các bạn hãy sử dụng tay đi, các bạn đừng có sử dụng đũa hay muỗng hết trơn á. Bởi vì ăn những cái món gà vậy nè, các bạn nên
rửa tay thật là sạch và các bạn dùng tay các bạn ăn thì nó sẽ ngon hơn là các bạn dùng đũa. Thì Gấu nghĩ là những cái nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một cái chương trình mà giúp cho thực khách cũng như là giúp cho các bạn sinh viên có một cái bữa ăn nó kinh tế hơn và đầy đủ, vừa một món nướng và vừa một món lẩu, quá ngon. Rồi ok, gà thì quá đỉnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến cái món lẩu và ăn thử coi cái nồi lẩu này liệu 169.000 mà vừa nửa con gà vừa con nồi lẩu này thì cái nồi lẩu này nó sẽ như thế nào. Mà mình mở cái nồi lẩu này lên đó, thì cảm giác cái mùi thơm đặc trưng của những cái loại lẩu chua đó, nó xộc thẳng lên mũi mình. Bây giờ mình sẽ cho bún vào chén của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn lẩu thôi các bạn. Nhìn nồi lẩu cũng khá là hấp dẫn đó. Thử xem coi 169.000 thì chúng ta sẽ được một nồi lẩu như thế nào. Rồi, lẩu mình sẽ lấy một ít nấm, một ít cái này nè. Trong cái nồi lẩu này chúng ta sẽ có những cái viên như là chả cá nè, chả cua nè, rồi tàu hũ, rồi cá viên chiên. Đây là một cái cục tôm các bạn. Còn các bạn thấy cái cục vàng vàng này không, bên trong đó thì nó có chả cá. Tí nữa mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Chúng ta có một lồi nẩu chua cay lá trúc các bạn. Trong trí tưởng tượng các bạn như thế nào thì lúc đầu á, trong trí tưởng tượng của Gấu là nghĩ là cái nồi lẩu này chắc cũng là kiểu đơn giản thôi, bởi vì 169.000 mà vừa có gà vừa có lẩu nữa. Một cái lẩu ở ngoài các bạn đã biết là nó đã lên đến là 140, 160, 170 gì rồi, nhưng mà cái nồi lẩu này thật sự ngon các bạn. Cái vị chua của nó thì chúng ta mới vừa ăn vô là mới vừa ăn vô một muỗng đầu tiên. Chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái vị chua của nó, nhưng một hồi sau đó chính là một cái vị ngọt nhẹ của cái nước dùng của nồi lẩu này. Một cái mùi rất là thơm, mình không biết có phải là do lá trúc hay không, nhưng mà có một cái mùi rất là thơm và nó làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu và nhẹ nhàng dù mà mình đang ăn lẩu nha các bạn. Thế nên là chúng ta phải không phải gọi là quá đổ mồ hôi này nọ để chúng ta ăn cái nồi lẩu này, nhưng mà rất là thoải mái khi chúng ta ăn nồi lẩu này luôn. Nồi lẩu rất là chất lượng. Chúng ta cũng không có nghĩ là bản thân chúng ta khi mà đến đây ăn, nếu mà hai người chúng ta cũng không cần phải kêu thêm đồ ăn đâu, bởi vì đồ ăn nhiêu đây đã đủ cho hai người ăn rồi. Hồi nãy giờ các bạn nghe lá trúc để cái từ lá trúc này á là lá trúc nha bạn, là CH của chó á. Thì lá trúc này nó là một loại lá chanh gừng. Hồi nãy giờ mình ăn thì mình thấy cái vị chua nó khá là hay và nó làm cho mình dễ chịu, nó nhẹ nhàng và nó chua theo kiểu gọi là thanh. Miếng tàu hũ cá này ngon vậy. Mình đang định hướng mình trở thành một food reviewer, bởi vì mình rất là thích hương vị, thích gia vị và thích những cái cách chế biến. Nói chung là mình thích trở thành một người đầu bếp, nhưng mà mình không thích vào bếp. Thành thử là mình quyết định trở thành một người là food reviewer. Các bạn hay nói mình nói chuyện dạo này dài dòng lan man, nhưng thật sự là mình muốn đưa hết những gì mình cảm nhận về những món đồ ăn có mặt trước mặt mình. Còn cái việc mà mình ăn á các bạn, nó chỉ làm cho các bạn thèm thôi, chứ nó không có miêu tả một cái gì hết á. Lẩu ngon quá. Rồi ok, thì để mình để nồi lẩu, mình nghỉ nồi lẩu một xíu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn đến cái con gà mà mình gọi đây là gà nướng mắm tỏi các bạn. Các bạn sẽ thấy được cái lớp tỏi phủ bên trên.
Nước mắm được áo bên ngoài con gà hơi chua chua ngọt ngọt, kèm thêm tỏi phi được phủ đầy trên cái dĩa gà này, nhìn rất là bắt mắt. Nhưng cái bắt mắt đó nó sẽ không làm các bạn thất vọng khi các bạn cắn một miếng đầu tiên vô vị ngọt, vị mặn, vị chua của cái phần nước mắm được áo bên ngoài miếng gà rất là đều và rất là vừa ăn. Tỏi phi rất là nhiều được phủ trên con gà, nó làm cho cái miếng gà của chúng ta càng thơm ngon hơn. Và hôm nay là ngày có lương và mình sẽ đãi tất cả mọi người cùng ăn thử những cái phần gà mà mình đã gọi ngày hôm nay, coi các bạn đó có cảm nhận giống mình không. Và clip cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay, nghe like, share và subscribe cho Câu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn bạn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.